Hello, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì nếu nào anh em nào mà mới biết đến kênh hoặc là chưa đăng ký thì mọi người có thể ủng hộ Bang Bang Gaming nhé bằng một nút like này, một nút đăng ký và bật chuông thông báo lên để sẵn sàng xem những video mới nhất từ team Bang Bang Gaming gửi tới mọi người và gửi tới cộng đồng. Thì như mọi người cũng nhìn thấy trên hình ảnh, hôm nay thì cái chủ đề mình sẽ chia sẻ cho mọi người là top 3 cái ông lớn đã tham gia vào cái đường đua game NFT. Thì ba ông lớn đây là ba ông lớn ở game truyền thống nhé, và họ cũng nhận thấy được cái sự tiềm năng và cái miếng bánh béo bở từ cái thị trường GameFi, game NFT, game blockchain này, và họ đã có những động thái để nhảy vào và tranh giành những miếng bánh béo bở từ cái tựa game các cái tựa game NFT hiện tại. Ok, thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi overview về cái revenue, tức là về cái doanh thu của thị trường game truyền thống, tổng các thị trường game trong năm 2021. Thì như trên ảnh thì các bạn thấy là mình đã research và tìm được một cái suộc từ một cái tạp chí về Newzoo, một tạp chí rất là nổi tiếng. Thì ở đây họ đã thống kê là một năm 2021 thì là doanh thu của cái ngành công nghiệp game là hơn 180,3 tỷ đô. Thì trong đó tăng 11,4% so với năm 2020 là 177,8 tỷ đô. Và họ cũng ước tính đến giai đoạn năm 2024, 2024 thì doanh thu đến từ các cái ngành công nghiệp đêm này sẽ là 218,8 tỷ đô và tăng 87,8% từ 2019 đến 2024, một con số cũng khá là ấn tượng. Thì đặc biệt là trong năm ngoái thì mọi người cũng để ý là các cái game cũng như là cái tựa game các cái game NFT cũng như là game truyền thống ạ, được chơi rất là nhiều, bởi vì là do ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 đó, thì mọi người sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn và ở nhà, thì dẫn tới một cái quy luật đơn giản là mọi người sẽ chơi game nhiều hơn để giải trí. Ok, và đặc biệt là có play to earn nữa thì mọi người đã chơi rất là nhiều. Thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người top 3 cái ông lớn mà đã bắt đầu tham gia vào cái game NFT này. Thì ông lớn đầu tiên và xuất phát sớm nhất chính là Ubisoft, một ông lớn đến từ nước Pháp và có rất nhiều các cái trụ sở ở các nước khác nhau. Thứ hai là ông lớn đến từ Trung Quốc, Tencent Game, và thứ ba là ông đến từ Nhật Bản, Konami. Ok, thì có rất nhiều các ông lớn khác nữa, nhưng mà hiện tại thì ba ông lớn này đang dẫn đầu nhá. Ngoài ra còn có Sony này, Microsoft, rất nhiều cái game đình đám trên thế giới. Ok, thì đầu tiên là Ubisoft này, thì Ubisoft được biết đến là ông lớn đầu tiên và nhảy vào cái game NFT này rất là sớm. Đặc biệt là mọi người có thể kể đến hai cái tựa game rất nổi tiếng của Ubisoft là Far Cry và Assassin's. Thì đặc biệt là nhảy vào cái thị trường cực kỳ rất là sớm, và họ cũng đã phát hành một cái NFT trên mạng lưới blockchain của Tero. Nhưng mà thật không may là cộng đồng lại không ủng hộ cái việc họ NFT hóa cái các cái tựa game, tức là các cái vật phẩm trong game để họ NFT. Bằng chứng cho thấy là chỉ có 10, sau khi mà họ tung ra cái sản phẩm NFT ấy, thì chỉ có 15 sản phẩm được bán ra thôi. Cực kỳ rất là ít. Và họ cũng thấy là có những cái không đồng bộ giữa game NFT và game truyền thống, nên là đặc biệt là có những phản ứng từ cộng đồng. Ok. Tiếp theo là ông lớn đến từ Trung Quốc, thì Tencent Game được biết đến với nổi tiếng các tựa game mà rất là nhiều người chơi ở Việt Nam, đó là Liên Quân Mobile và tựa game PUBG, một cái tựa game sinh tồn. Thì Tencent Game cũng đã bước đầu nhảy vào game NFT và có những cái invest cực kỳ rất là lớn. Thì họ đã đầu tư này 200 triệu đô cho các cái blockchain game NFT của họ. Đặc biệt là trong 2022 này thì họ sẽ được kỳ vọng là ra mắt một cái số tựa game blockchain, và họ đã đầu tư tới tận 200 triệu đô, một con số khá là lớn đến với ngành công nghiệp game blockchain của họ. Thì hy vọng là trong 2022 này chúng ta sẽ được trải nghiệm một số cái game của một cái studio game cực kỳ lớn của Trung Quốc, đó là Tencent Game. Ok, thì cuối cùng đó là Konami. Thì Konami được biết tới các cái tựa game cũng rất là nổi tiếng như kiểu PES này, game các tựa game bóng đá PES và tựa game Contra, một tựa game mình nghĩ là rất là thần thoại với tay cầm đối với dân của Việt Nam chúng ta. Hồi nhỏ thì mình hay chơi chơi tựa game này cực kỳ rất là hấp dẫn. Thì Konami đã tham gia cái NFT như nào? Thì Konami hiện tại đã có một cái bộ sưu tập về một cái tựa game rất nổi tiếng của họ là Castlevania này, thì họ cũng ra cái NFT và cũng đấu giá vào ngày 21 tháng 1 vừa qua đó. Thì đấu giá ở tại Nhật Bản và tại Mỹ. Konami này là một cái studio game nhé, rất lớn ở Nhật Bản. Như vậy là ba trong số rất nhiều các cái studio đã
bắt đầu nhảy vào thị trường game NFT. Nhưng đặc biệt là mọi người nên cũng nên lưu ý là tại sao là có những ý kiến trái chiều về cái việc game truyền thống và game blockchain, thì game truyền thống và game blockchain ảnh hưởng nhau như nào, và theo mọi người thì nó có game blockchain mà nó sinh ra thì game truyền thống có bị thảm hại hay có bị lụi tàn hay không, thì theo quan điểm cá nhân của mình là không nhé. Đặc biệt là khi họ sinh ra thì hai game blockchain, game NFT sinh ra thì sẽ hỗ trợ và bổ trợ game truyền thống cùng phát triển, tức là hai cái cùng song song tồn tại phát triển, chứ không thể nào mà cái này sinh ra và cái kia mất đi được. Thì theo mọi người thì ông lớn nào sẽ bứt phá trong cái thời gian tới, và sẽ có thêm những ông lớn nào nữa nhảy vào cái tựa game NFT, game blockchain này, một cái game rất là tiềm năng. Thì do nhu cầu của người chơi, thế nhưng như mọi người cũng biết là game blockchain thì nó sẽ rõ ràng và minh bạch hơn rất nhiều so với game truyền thống, và nó sẽ không bị thuộc vào nhà phát hành game nhiều nữa. Ok, thì vậy là trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người ba cái ông lớn đầu tiên đã bước chân tham gia vào đường đua game NFT. Thì trong 2022 này thì NFT, game NFT có phải là một cái trend bùng nổ tiếp được hay không, thì mọi người có thể cùng chờ đón nhé. Và chắc chắn là sẽ có những tựa game cực kỳ hấp dẫn sẽ được ra mắt và lăn mainnet trong 2022 này. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi và đồng hành với Bang Bang Gaming. Thì mọi người nhớ follow và join các channel của Bang Bang Gaming để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường game file, game NFT của năm 2022 nhé. Ok, xin chào và hẹn mọi người trong những video tiếp theo.